Donc, Dieu, tu es depuis ton ventre d'un de mère, de saloperie, de connard, donc il est de ta mère. Mình vừa mới chửi thề đó các bạn. Chửi thề thôi mà nghe đã quyến rũ như vậy rồi, thì tại sao mình lại không học tiếng Pháp nhỉ? Sally, xin chào các bạn, mình là Ngọc Hải. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Có một số bạn hỏi mình là tại sao mình lại chọn học tiếng Pháp. Các bạn đã đặt câu hỏi từ lâu nhưng bây giờ mình mới có thời gian ngồi lại để ghi ra đầy đủ và làm clip chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình bắt đầu thôi. Lý do đầu tiên đó là bởi vì mình học y. Như các bạn biết thì y khoa ở Pháp rất phát triển, có nhiều tài liệu y khoa được viết bằng tiếng Pháp. Ngoài làm lâm sàng thì nghiên cứu y sinh cũng là một mảng lớn được đầu tư mạnh ở Pháp. Và mình lại là bác sĩ nên mình muốn tiếp cận với kiến thức y khoa và tích lũy kinh nghiệm ở các nước phát triển như nước Pháp. Từ đó mình sẽ có cơ hội đem kiến thức và kinh nghiệm cũng như là những kỹ thuật mới về để góp phần phát triển cho nền y tế Việt Nam. Lý do thứ hai là vì mình có người thân trước kia cũng học tiếng Pháp, người đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. Ngôn ngữ tiếng Việt cũng có nhiều từ vay mượn từ tiếng Pháp mà mình được nghe trong cuộc sống hàng ngày từ nhỏ. Vì vậy, việc học tiếng Pháp đối với mình có cảm giác rất là thân quen. Ví dụ như là đi nhậu tăng 1, tăng 2, nói chuyện ba láp, ba xàm, cua gái hay là hợp gu. Đó đều là những từ bắt nguồn từ tiếng Pháp. Chỉ có một điều mình hơi tiếc đó là mình không có cơ hội tiếp xúc với tiếng Pháp từ nhỏ như các bạn học song ngữ. Mà mãi tới 18 tuổi, năm nhất đại học thì mình mới có điều kiện bắt đầu với tiếng Pháp. Nhưng mà không sao, dù sao đi nữa thì muộn chứ không phải là không bao giờ. Chỉ cần mình dành thời gian cho nó thật nhiều và mình góp tâm huyết của mình thì sẽ có một ngày chiếc ly sẽ đủ đầy. Và như vậy là mình cứ bắt đầu và học tiếng Pháp từng ngày thôi. Lý do thứ ba là vì mình muốn đi Pháp nên mình học tiếng Pháp. Có một thực tế là dù bạn qua Pháp để học chương trình 100% bằng tiếng Anh thì việc học thêm tiếng Pháp vẫn luôn là điều không thể khước từ. Có tiếng Pháp, có ngôn ngữ của nơi mình sinh sống và học tập thì các bạn có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây được. Lý do thứ tư là vì mình thích cách phát âm của tiếng Pháp, nghe rất là hay, điệu đà và lãng mạn. Người ta thường nhận xét tiếng Pháp là ngôn ngữ sexy nhất thế giới mà. Donc je suis depuis ton bord de mer, de saloperie, de connard, donc qu'il est de ta mère. Mình vừa mới chửi thề đó các bạn. Chửi thề thôi mà nghe đã quyến rũ như vậy rồi, thì tại sao mình lại không học tiếng Pháp nhỉ? Lý do thứ năm là vì mình muốn gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho chính mình, làm đẹp cho CV của mình. Các bạn thử tưởng tượng nha, giữa một rừng các bạn đều nói tiếng Anh rất giỏi thì mình nếu bỏ túi được thêm một ngoại ngữ phổ biến nữa thì đó sẽ là một điểm cộng đối với nhà tuyển dụng. Hơn nữa, mình thấy có nhiều công ty của Pháp cũng đầu tư vốn vào Việt Nam, không chỉ ngành y của mình mà còn các lĩnh vực khác nữa. Có thể kể ra một số cái tên như là Decathlon, Big, Peugeot, APA, Fresine, v.v. Ngoài ra thì tiếng Pháp còn được sử dụng ở các nước lớn khác như là Canada, Thụy Sĩ hay là Bỉ. Như vậy, cơ hội làm việc trong một tập đoàn nào đó của Thụy Sĩ sẽ cao hơn nếu bạn biết nói tiếng Pháp. 6. Là mình rất thích đi du lịch và khám phá ẩm thực. Ở Pháp có vô vàn thành phố đẹp, không chỉ có Paris mà còn có Toulouse, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille v.v. Nơi nào cũng có một điều đặc biệt cho mình khám phá tìm tòi. Còn về ẩm thực thì các bạn có biết đến ngôi sao Michelin danh giá của hệ thống đánh giá ẩm thực cao cấp thế giới không? Đó là ước mơ cháy bỏng và là niềm tự hào của rất rất nhiều đầu bếp trên thế giới. Và ngôi sao Michelin ra đời tại Pháp do hai anh em người Pháp sáng lập. Mình có một ước mơ nhỏ nhoi, vô cùng nhỏ nhoi, đó là một ngày nào đó có thể ngồi trong một nhà hàng 3 sao Michelin, đọc menu và ăn một món ăn huyền thoại của ẩm thực thế giới. Lý do thứ 7 đó là mình may mắn nhận được học bổng của tổ chức Đào Pháp Ngữ. Đây là ước mơ mà mình đã chuẩn bị từ lâu rồi, cho nên bây giờ nó đến thì mình phải bắt lấy cơ hội. Thật sự là mình thích tiếng Pháp và bắt đầu với tiếng Pháp thì có nhiều lý do như mình vừa kể trên. Nhưng mà trên quãng đường đi sẽ có vô vàn khó khăn, đặc biệt là học y rất nặng. Nên động lực để mình có thể đi tiếp với một ngoại ngữ hoàn toàn mới, đó là từ buổi học tiếng Pháp đầu tiên tại trường đại học, mình đã luôn quyết tâm để đạt được một suất học bổng sau 6 năm đèn sách tại trường y. Thứ 8 là vì mình thích học ngoại ngữ, mình muốn khám phá thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. Có bạn thì chọn tiếng Trung, tiếng Nhật ở châu Á, nhưng mà mình thì muốn học một ngôn ngữ ở châu Âu. Hơn nữa là tiếng Pháp có bảng chữ cái giống tiếng Việt và cũng xuất phát từ tiếng Latin, cho nên mình có cảm giác thân thuộc và gần gũi hơn. Lý do thứ 9 này mình nói nhỏ với nhau thôi nha, đó là mình rất mê trai Pháp. Mình muốn xem thử các anh ấy có thật sự là ga lăng như lời đồn không, thì phải học tiếng Pháp mới có thể nói chuyện với trai Pháp được, phải không nè? Et voilà, và đó là tất cả những lý do để bản thân mình học tiếng Pháp. Còn bây giờ hãy nói cho mình nghe tại sao bạn học tiếng Pháp. Hãy gạch đầu dòng tất cả những lý do của bạn, để khi gặp khó khăn hay nản chí thì lấy nó ra xem và nhớ lại tại sao bạn đã bắt đầu. Phải kiên trì nha, vì tất cả mọi sự cố gắng đều sẽ được đền bù xứng đáng. Tous les efforts sont toujours récompensés.
hẹn gặp các bạn vào video tiếp sau nha. Au revoir, à très bientôt.